Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Ba vừa qua, Vương Văn, một nhiếp ảnh gia 36 tuổi của Việt Nam Daily News, đã mất tích trong dòng nước lũ khi chiếc thuyền của anh bị sóng đánh đập khi anh đang thị sát tại vụ vỡ sông Lạc Văn với lãnh đạo và người dân địa phương. Sự ra đi của Vương Văn đã truyền cảm hứng cho mọi người khi thực hiện trách nhiệm giải trình đối với những nguy cơ tiềm ẩn trong việc kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu sông Vệ, độ cao thông quan, thảm họa nước nhỏ, dòng chảy ngược của nhánh sông Nam Sơn. Những vấn đề này đã được giới truyền thông, chuyên gia và học giả hết lần này đến lần khác nêu ra và họ không còn cách nào khác ngoài việc đặt chúng xuống hết lần này đến lần khác. Vào những năm trước, với việc xây dựng hồ chứa Tam Môn Hiệp, người dân Thiểm Tây xuất phát từ tình hình chung của đất nước buộc phải từ bỏ 2 quận, 21 thị trấn, 248 ngôi làng và 1 triệu hecta đất canh tác ở Vệ Nam và 287.000 người di cư chuyển đến Ninh Hạ. Sau đó, do những thay đổi trong kế hoạch xây dựng hồ chứa Tam Môn Hiệp, những người di cư này bắt đầu quay trở lại vào giữa những năm 1960 và đến những năm 1980, hầu hết họ đã quay trở lại nơi cư trú ban đầu. Tuy nhiên, hầu hết những người tái định cư sống trong khu vực ngập nước của hồ chứa do quy hoạch ban đầu có địa hình thấp. Dưới ảnh hưởng của hồ chứa Tam Môn Hiệp, độ cao của thông quan đã tiếp tục tăng lên và vùng hạ lưu của sông Vệ Hà đã trở thành sông treo nổi tiếng với những ngôi nhà của họ. Nguồn gốc của lũ sông Vệ Hà và hồ chứa Tam Môn Hiệp rất khó giải thích. Trong những năm tiếp theo, hạ lưu sông Vệ Hà tiếp tục diễn ra thảm cảnh dòng chảy ngược và vỡ đê. Thống kê của Sở Tài nguyên nước tỉnh cho thấy, từ năm 1401 đến năm 2023, lưu vực sông Vệ Hà đã xảy ra lũ lụt trong 253 năm, trung bình 2,6 năm một lần, khiến nơi đây trở thành khu vực dễ bị lũ lụt điển hình. Kể từ khi thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tổng cộng 30 triệu hecta đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán, 70 triệu người bị ảnh hưởng, 1.978 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp đã vượt quá 89 tỷ nhân dân tệ. Vương Văn là người thứ 1978 trong bảng thống kê. Tối thứ Ba, 85.000 người dân lưu vực sông Hàn phải sơ tán khẩn cấp. Tại Thiểm Tây, nơi nổi tiếng với nạn hạn hán, số người chết vì lũ lụt thật đáng kinh ngạc. Thống kê của Cục Thủy lợi tỉnh cho thấy, từ năm 1980 đến nay, số người chết vì lũ lụt ở Thiểm Tây đã lên tới 10.318 người. Đặc biệt, vào năm 1983, thành phố An Cang đã hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Kè Đông Thành vỡ, hơn 30.000 ngôi nhà bị sập, 89.600 người bị ảnh hưởng, 870 người chết và thiệt hại tài sản vượt quá 400 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, khi ngành khí tượng thủy văn báo cáo khu vực An Khang gặp phải trận mưa xối xả ngàn năm có một, khi lưu lượng nước từ hồ An Khang đổ về cao kỷ lục 25.500 mét khối mỗi năm. Hơn 16.646 số liệu quan trắc về nước lần lượt được gửi đến và các báo cáo về mưa lũ nối tiếp nhau. Sông Hàn khẩn cấp, các nhánh của sông Hàn khẩn cấp, hồ An Khang khẩn cấp. Trong giai đoạn này, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng đã trực tiếp yêu cầu và chỉ đạo bằng điện thoại, yêu cầu ra quân phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Vào thời điểm này, vấn đề được thảo luận nhiều nhất giữa những người ra quyết định là có nên sơ tán nhân sự hay không, sơ tán ở đâu và sơ tán bao nhiêu. Khu Đông Ba nằm ở góc đông nam của thành phố An Khang, địa hình trũng thấp, ở góc giữa sông Hàn và sông Hoàng Dương, bao gồm 8 thôn hành chính và 2 thôn cộng đồng với tổng số 25.000 người. Trong 30 năm qua, có hơn 20 trận lũ lớn, hơn 10.000 mét khối mỗi giây và đập Đông bị ngập 28 lần. Hiện tại, việc kiểm soát lũ của đập Đông đang gây tranh cãi. Một quan điểm cho rằng đập Đông nên được sử dụng là khu vực ngăn lũ ở thành phố An Cang để đóng một vai trò nhất định trong việc bảo vệ sự an toàn của thành phố. Và thành phố An Cang đã định vị nó như một vùng đất ngập nước nông nghiệp tham quan. Diện tích của đập chỉ 2,46 km2, không đủ để làm khu vực xả lũ cho khu đô thị An Cang của sông Hàn và tác động của nó là không đáng kể. Tư duy không thống nhất, khó ra quyết định cộng với những nguyên nhân khách quan như kinh phí, dự án nên quản trị đập Đông khó thực hiện. Đối mặt với dòng nước xiết đầy đe dọa của sông Hàn, thảm kịch trước đó rất có thể lặp lại một lần nữa. Nếu nó gây ra thương vong thì mọi vấn đề lịch sử và mọi tranh chấp học thuật sẽ trở nên nhợt nhạt và bất lực và sẽ không thể đưa ra lời giải thích cho người dân. Rút đập Đông An Khang,
quận Ấn Dương và tất cả các khu vực nguy hiểm phải được sơ tán vô điều kiện đến khu vực an toàn. Cục Thủy lợi đã đưa ra một tuyên bố không thành vấn đề nếu quần chúng phàn nàn, cuộc sống là vô giá và chúng ta phải cố gắng để trở nên hoàn hảo. Đồng thời, hồ chứa An Cang, hồ chứa Thạch Tuyền, hồ chứa Tây Hà và các công trình bảo tồn nước khác dưới sự điều động thống nhất và khoa học của lực lượng phòng vệ tổng hợp đã dành nhiều thời gian để người dân sơ tán bằng cách cắt cao điểm, chuyển hướng và chặn lũ lụt. Người lui phía trước, người đuổi theo sau. Từ 16 giờ chiều, người dân Đông Ba bắt đầu di chuyển. Vào lúc 18 giờ, lũ tràn vào thành phố Đông Ba bị nhấn chìm hoàn toàn với độ sâu nước tối đa là 6 mét. Đêm hôm đó, người dân ở các quận Tấn Dương và Bạch Hà cũng lần lượt sơ tán. Một đêm ly kỳ, một đêm suýt bỏ lỡ. Đêm nay, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã thức trắng đêm. Trong đêm này đã sơ tán được tổng cộng 71.000 người khỏi dòng chính sông Hàn, không có thiệt hại về người. Trong mùa lũ năm ngoái, thiên tai núi đã cướp đi sinh mạng của 134 người, trong đó có Dương Tông Hưng. Vào thời điểm chuyển giao giữa mùa xuân và mùa hè, 6 trận mưa xối xả liên tiếp 50 năm hoặc 100 năm, thậm chí 1.000 năm mới xảy ra một lần, đã gây ra vô số thảm họa địa chất ở dãy núi Tần Bá. Tại 3 thành phố ở miền Nam Thiểm Tây, 134 người thiệt mạng do lũ cuốn, sạt lở đất và lở đất. Số người chết và mất tích vượt quá thiệt hại do trận động đất trước đó ở Thiểm Tây. Dương Tông Hưng, bí thư đảng bộ của làng Diên Hà, thị trấn Tân Ba, thành phố An Khang là một trong số 134 người này. Hơn 62% diện tích An Khang là khu vực có tần suất xảy ra tai biến địa chất cao hoặc trung bình cao. Theo các chuyên gia, không có an toàn tuyệt đối cho nhà ở dân cư vùng núi, chỉ có an toàn tương đối. Miền núi hiếm nơi đất bằng phẳng, khiến đồng bào miền núi phải sống rải rác. Mỗi mùa lũ về, để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, đảng viên, cán bộ địa phương lại phải nhờ đến tận nhà kêu gọi người dân, cõng người dân trên lưng di tản từ nhà này sang nhà khác. Dương Tông Hưng đã chết trong nhà riêng của mình do một trận lở đất bất ngờ khi anh về nhà để thay pin điện thoại di động sau khi giúp hơn 40 người sơ tán trong 2 ngày liên tiếp. Sau khi ông qua đời, hơn 100 dân làng đã dùng tay dầm mưa suốt đêm để đào ông ra khỏi bùn đá. Một cụ ông 72 tuổi trong làng đã tặng miễn phí chiếc quan tài bằng gỗ bách của mình cho ông. Thiên tai tự phát và người dân đã chôn ông trong mưa. Người thân không còn, bạn bè cũng không còn. Ở vùng núi Tần Bá, tin tức về thương vong nối tiếp nhau khiến người dân đau buồn và bất lực. Triệu Lệ Dĩnh, bí thư tỉnh ủy đã đến huyện Lang Ao và huyện Hành Bình của thành phố An Khang khi lở núi vẫn thường xuyên xảy ra để thăm hỏi và chia buồn với những người bị ảnh hưởng, đồng thời kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt và công tác cứu trợ. Vương Phong, người đi cùng anh, nhớ lại rằng phải mất 3 giờ đi bộ trên con đường núi đến làng Mộc Châu, thị trấn Tư Ký, huyện Lang Ao. Khi đó, những tảng đá liên tục lan xuống và con đường bị hư hỏng nghiêm trọng. Quá nguy hiểm, các đồng chí đi cùng khuyên bí thư Triệu không nên tiến thêm nữa. Như một người cán bộ đảng viên phải gửi sự quan tâm ấm áp của đảng cho nhân dân vào lúc họ cần nhất, lúc họ bối rối nhất. Thư ký không chịu quay đầu lại, anh ấy bảo chúng tôi giữ khoảng cách giữa các xe và đi bộ chậm lại. Chúng tôi phải đi. Tại làng Mộc Châu, Triệu Lệ Dĩnh đầy nước mắt, nắm tay Hà Viên Trí, một người dân làng mất người thân trong trận lở núi, lắng nghe anh ấy và lau nước mắt cho anh ấy và nói: "Chính phủ sẽ đưa bạn về nhà sau khi cơn mưa kết thúc." Thở và chia sẻ số phận với nhân dân, nơi càng nguy hiểm, thiên tai càng nặng nề thì phải có đảng viên, cán bộ của mình. Cách tiếp cận chính trị hướng tới con người, đặt cuộc sống lên hàng đầu này đã sưởi ấm trái tim của người dân, ổn định họ và nâng cao tinh thần. Nhìn lại những trận lũ cuốn và những mảnh đời mất mát ấy, hẳn có những nỗi đau thấu tim. Nhưng nỗi đau sẽ khiến chúng ta sáng suốt và quyết tâm hơn, đồng thời nó cũng sẽ khơi dậy trí tuệ và tiềm năng vô tận của chúng ta. Sau trận lụt thảm khốc đó, tỉnh Thiểm Tây càng quyết tâm diệt lũ. Chúng ta phải làm tốt các vấn đề của sông Vệ Hà, đặt việc xây dựng bảo tồn nước ở vị trí nổi bật hơn, xóa bỏ hoàn toàn các mối nguy trong việc kiểm soát lũ lụt của nhánh sông Nam Sơn ở hạ lưu sông Vệ Hà và đập phía đông của thành phố An Khang của sông Hàn Giang. Những chỉ thị và cam kết vang dội này từ các nhà lãnh đạo chính của Thiểm Tây đã đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xây dựng công trình kiểm soát lũ lụt ở Thiểm Tây. 3 điểm chết chống lũ ở Thiểm Tây nêu trên hiện đang điều chỉnh tư duy, đưa ra giải pháp, bước vào giai đoạn triển khai vùng hạ lưu sông Vị Hà, phân luồng, khống chế các thân, cành, đồng thời dỡ bỏ tắc nghẽn để có lối thoát cho lũ.
trong một cuộc phỏng vấn ở vùng thảm họa Việt Nam, một số người dân vùng xảy ra lũ lụt và lở đất đã qua phân khích kết luận rằng chừng nào đập Tam Môn Hiệp còn tồn tại thì vùng hạ lưu sông Vệ Hà không thể không bị lũ lụt và các thảm họa địa chất khác. Tuy nhiên, không thể bỏ qua vai trò của hồ chứa Tam Môn Hiệp trong việc đảm bảo an toàn cho Hoàng Hà và sự tồn tại của nó là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, trước khi hồ chứa hoàn thành, sông Vệ Hà cũng bị lũ lụt triền miên, mà hồ chứa Tam Môn Hiệp đã làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt của sông Vệ Hà. Tận dụng cơ hội tiết kiệm nước làm giàu cho đất nước, người dân Thiểm Tây đã thay đổi suy nghĩ, kế thừa và sáng tạo theo khái niệm kiểm soát nước, đồng thời nạo vét và ngăn chặn của Đại Hồng Thủy. Một mặt mở rộng tôn cao đê bao, mặt khác xây dựng các khu phân lũ, trữ lũ khẩn cấp để có đường thoát lũ. Tại cuộc họp làm việc điều hành do chính quyền tỉnh tổ chức, đề xuất của Cục Thủy lợi tỉnh và chính quyền thành phố Vệ Nam về việc xây dựng một khu vực lưu trữ và chuyển lũ khẩn cấp cho các nhánh sông Nam Sơn ở Hoa Âm đã được phê duyệt. Sau khi khu vực chứa và phân lũ khẩn cấp được xây dựng, khi sông Vệ Hà tràn vào các nhánh sông Lạc Phù, sông Lưu Giã và sông Trường Giang vào Vệ Khẩu để thiết lập các cống chống ngược có thể đóng, mở các cống phân lũ nhánh, đưa nước sông nhánh vào vùng chứa lũ. Theo kế hoạch của Sở Tài nguyên nước, khu vực chứa và phân lũ sẽ được hoàn thành trong vòng 5 năm. Điều đó có nghĩa là các vấn đề về nước ở hạ lưu sông Vệ dự kiến sẽ được giải quyết cơ bản sau 5 năm. Và dự án an ninh và kiểm soát lũ lụt An Khang Đầm Đông đã bắt đầu được khởi công xây dựng. Dự án giáp sông Hàn ở phía Bắc bắt đầu từ Đông Di ở phía Tây, kết thúc ở tảng ngạn sông Hoàng Dương ở phía Đông và kết thúc ở Yêu Cầu Khẩu dọc theo đường cao tốc An Bình ở phía Nam. Tổng mức đầu tư của dự án là 580 triệu nhân dân tệ, áp dụng tiêu chuẩn lũ 20 năm, kè mới dài 3.680 m, cao trình đỉnh D 253 m, đồng thời 4 cửa giao thông, một đường vành đai trong và ngoài, bố trí một trạm bơm. Tổng thời gian xây dựng 5 năm. Sau khi hoàn thành dự án, nó có thể cải thiện hiệu quả tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt của thành phố An Khang, cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt đô thị, nâng cao chất lượng của thành phố và thực hiện mục tiêu dòng chảy của người dân Đông Ba trôi chảy, dòng sông trôi chảy, dòng chảy của sông Hàn và sự giao hòa giữa người và nước. Do khối lượng đắp kè lớn và công tác thu hồi đất và tái định cư của dự án kiểm soát lũ Đập Đông, việc xây dựng đoạn thử nghiệm của dự án kiểm soát lũ Đập Đông đã được bắt đầu trước. Đoạn 400 m là kè đất kiểu dốc có tiết diện hỗn hợp, vốn đầu tư ước tính 32,83 triệu nhân dân tệ, thời gian thi công 1 năm. Khu vực núi Tần Bá cũng làm tốt công tác di dân tái định cư với ý tưởng quy hoạch tổng thể khu vực đô thị và nông thôn. Để loại bỏ một cách cơ bản những nguy hiểm tiềm ẩn của thiên tai lớn đối với tính mạng và tài sản của người dân ở miền Nam Thiểm Tây, cải thiện hiệu quả điều kiện sản xuất và sinh hoạt của người dân ở những khu vực có môi trường khắc nghiệt, thay đổi diện mạo nghèo nàn lạc hậu và đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa và phát triển tổng hợp giữa thành thị và nông thôn, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã quyết định di dời và tái định cư 600.000 hộ gia đình và 2,4 triệu người ở miền Nam Thiểm Tây trong vòng 10 năm. Trong đó di rời 123.900 hộ và 491.600 nhân khẩu để tránh thiên tai địa chất, 93.000 hộ và 320.000 nhân khẩu di rời tránh thiên tai lũ lụt, 289.700 hộ và 1,166 triệu nhân khẩu di rời giảm nghèo, di dân sinh thái di rời 127.000 hộ và 468.800 nhân khẩu. Vào ngày 1 tháng 5 năm nay, 64 dân làng ở làng Kỳ Yển, thị trấn Đại Châu Viên, quận Hành Bình, những người nằm trong khu vực bị đe dọa bởi thảm họa địa chất đã chuyển đến ngôi nhà mới của họ. Hiện Thiểm Tây đã bước vào mùa lũ hoàn toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, chúng ta cần làm tốt công tác phòng chống lụt bão năm nay với tinh thần trách nhiệm, đặt tính mạng con người lên trên hết. Dưới sự chỉ đạo của quan điểm này, chính quyền các cấp và các ban ngành liên quan ở tỉnh đang nỗ lực hết mình. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.